Chào các em. Hôm nay chúng ta sẽ học tiếp một bài mới. Thì trước khi học bài mới, thầy có cái hình ảnh dành cho các em. Hình thứ nhất, đây là hình của các viên kim cương. Chúng ta thấy nó lấp lánh, nó lung linh, nó rực rỡ. Thì câu hỏi đặt ra là tại sao kim cương lại có vẻ đẹp rực rỡ như vậy? Hay là hình thứ hai, đây là một cái con đường trải nhựa. Chúng ta thấy ở phía trước nó bóng lên giống như có người vừa tưới nước. Thì câu hỏi đặt ra là có phải người ta vừa tưới nước ướt mặt đường hay không? Thì để trả lời hai câu hỏi này, chúng ta cần có kiến thức, và kiến thức đó sẽ nằm ở trong bài 27. Và sau bài 27, chúng ta sẽ quay trở lại để trả lời hai câu hỏi này. Bây giờ chúng ta sẽ học bài 27, phản xạ toàn phần. Nó thuộc chương 6 của chương trình vật lý lớp 11. Đầu tiên, các em hãy quan sát hình trên màn hình. Ở đây chúng ta có hai môi trường. Ở phía trên là không khí, ở phía dưới là nước. Và chúng ta có một mặt phân cách giữa nước và không khí. Ở bài trước chúng ta đã biết chiết xuất của nước vào khoảng 1,333. Phần này thì nó ở trong bảng 26.2. Còn chiết xuất của không khí nó vào khoảng 1,00293. Tức là chiết xuất của không khí sẽ nhỏ hơn chiết xuất của nước. Đối với hình này, chúng ta sẽ có hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là chúng ta truyền ánh sáng từ không khí đi vào nước, tức là truyền từ trên đi xuống. Truyền từ không khí vào nước, tức là không khí là môi trường 1, nước là môi trường 2. Và với hai chiết xuất như thế này, chúng ta có N1 bé hơn N2. Trường hợp thứ hai là chúng ta sẽ truyền ánh sáng từ nước ra không khí. Lúc này nước là môi trường 1, không khí là môi trường 2. Như vậy trong trường hợp này, N1 sẽ lớn hơn N2. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào trường hợp đầu tiên. Trường hợp thứ nhất là ánh sáng truyền từ không khí vào nước, tức là N1 bé hơn N2. Với kiến thức đã học ở bài 26, với N1 bé hơn N2 thì góc khúc xạ EG sẽ bé hơn góc tế Y. Trường hợp này, khi chúng ta tăng góc Y lên đến giá trị cực đại, tức là góc Y lúc này nó bằng 90 độ, thì góc G bé hơn góc Y, tức là góc G sẽ bé hơn 90 độ. Trong trường hợp góc G bé hơn 90 độ thì chúng ta thấy tia khúc xạ IEG vẫn còn nằm ở môi trường 2, tức là lúc này chúng ta luôn có tia khúc xạ. Ở trường hợp thứ hai, ánh sáng truyền từ nước ra không khí, tức là trường hợp N1 lớn hơn N2, tức là ánh sáng truyền vào môi trường chiết quang sang môi trường chiết quang kém hơn. Thì chúng ta xét cái thí nghiệm ở sách giáo khoa. Ở hình 27.1, trong hình này, ở chính giữa, đó là một cái bán trụ có chiết xuất là N. Có một cái thước góc đo độ. Và đã vẽ sẵn các cái tia sáng. Bây giờ, chúng ta sẽ trả lời câu hỏi C1. Tại sao ở mặt cong của bán trụ, chùm tia tới hẹp truyền theo phương bán kính lại truyền thẳng?
tức là ở cái điểm màu đỏ trên màn hình. Thì khi ánh sáng truyền đi cái điểm màu đỏ này, tức là nó sẽ vuông góc với cái mặt khoảng cách, nó theo phương bán kính, nó sẽ vuông góc với tiếp tuyến tại điểm đó. Và khi nó truyền vuông góc như vậy, nó sẽ truyền thẳng đến cái điểm thứ hai. Đó, đến điểm thứ hai. Phần này thì ở bài 26 chúng ta cũng đã giải thích. Ở thí nghiệm này, chúng ta sẽ lần lượt thay đổi cái góc tới Y. Trường hợp thứ nhất, góc Y bằng 0. Góc Y bằng 0. Y là góc tới, là góc hợp bởi tia tới và phóc tuyến. Góc Y bằng 0, tức là tia tới nó sẽ trùng với phóc tuyến. Và chúng ta cũng đã học, thì lúc này tia sáng sẽ truyền thẳng. Rồi tia sáng lúc này sẽ truyền thẳng đứng từ trên xuống. Trường hợp thứ hai, với góc Y nhỏ, ví dụ như ở hình này, góc Y này khoảng 20 độ là góc Y nhỏ, thì chúng ta thấy lúc này nó sẽ có tia khúc xạ và cả tia phản xạ với góc khúc xạ là EG. Như vậy lúc này quan sát từ thí nghiệm, ta sẽ thấy tia khúc xạ rất là sáng, còn tia phản xạ nó sẽ mờ. Trường hợp thứ ba là khi tăng dần góc tới Y bằng một giá trị góc tới giới hạn nào đó, đó là YGH, như ở hình 27.2 như thế này. Lúc này chúng ta thấy vẫn còn hai tia, là tia khúc xạ và tia phản xạ, nhưng mà tia khúc xạ lúc này nó nằm song song với mặt phân cách, nằm trùng với mặt phân cách và nó rất mờ, còn tia phản xạ lúc này sẽ rất sáng. Trường hợp thứ tư là khi góc tới lớn hơn góc tới giới hạn, thì lúc này tia khúc xạ không còn nữa và tia phản xạ sẽ rất là sáng. Đó là thí nghiệm từ sách giáo khoa. Bộ thí nghiệm này ở các trường phổ thông đều có. Như vậy ở phần thí nghiệm, chúng ta thấy xuất hiện một đại lượng mới là YGH. Góc đó gọi là góc tới giới hạn. Góc tới giới hạn. Và khi ánh sáng truyền từ môi trường 1 có chiết xuất N1 sang môi trường 2 có chiết xuất N2, thì góc tới giới hạn được tính bằng công thức là sin Y giới hạn sẽ bằng N2 chia N1. Công thức này sách giáo khoa đã chứng minh rất là rõ, thầy sẽ không nói lại để tránh mất thời gian. Chúng ta sang hai la mã, hiện tượng phản xạ toàn phần. Thứ nhất là định nghĩa. Thì từ bốn chữ này chúng ta phân tích ra thôi. Phản xạ thì chúng ta đã học rồi, toàn phần là toàn bộ. Như vậy, hiện tượng phản xạ toàn phần là hiện tượng phản xạ toàn bộ tia sáng tới xảy ra ở mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt. Vậy để xảy ra phản xạ toàn phần, nó sẽ kèm theo cái điều kiện. Cái điều kiện thứ nhất và cũng là trường hợp thứ hai chúng ta đang xét, đó là gì? Đó là ánh sáng truyền từ một môi trường tới môi trường chiết quang kém hơn, tức là N2 phải bé hơn N1. Và điều kiện thứ hai ở chỗ thí nghiệm chúng ta cũng thấy là khi góc tới bằng góc tới giới hạn thì tia khúc xạ rất mờ, và khi góc tới lớn hơn tia góc tới giới hạn thì không còn tia khúc xạ nữa. Như vậy điều kiện thứ hai ở đây đó là góc tới phải lớn hơn hoặc bằng góc tới giới hạn, tức là Y lớn hơn hoặc bằng YGH. Vậy để có phản xạ toàn phần, chúng ta cần điều kiện cần là N2 phải bé hơn N1. Khi đã thỏa điều kiện cần này rồi thì chúng ta mới xét tới điều kiện đủ, thỏa mãn được điều kiện thứ hai thì sẽ xảy ra hiện tượng phản xạ toàn phần. Tiếp theo,
Chúng ta sẽ xem hiện tượng phản xạ toàn phần được ứng dụng trong các trường hợp nào. Thầy giải sách giáo khoa trình bày ứng dụng của cấp quang. Đối với cấp quang thì chúng ta xét về cấu tạo của nó trước. Chúng ta quan sát hình. Đây là một sợi cấp quang. Nói thì các em khó hình dung, nhưng mà thật ra đó là dây để truyền tín hiệu internet vào nhà của chúng ta. Dây internet đó thì có hai dây, một là dây cáp bằng kim loại để nó bảo vệ dây cáp kia, còn dây cáp kia chính là cáp quang. Thì nhìn hình này chúng ta thấy cáp quang được bó lại, nó sẽ là một bó sợi quang. Đây là các cái sợi quang. Ta thấy khi có ánh sáng vào nó rất là đẹp. Vậy thì nhìn như hình này chúng ta dễ dàng định nghĩa sợi quang là một dây trong suốt có tính dẫn sáng nhờ hiện tượng phản xạ toàn phần. Cấu tạo của cái sợi quang nó gồm hai phần, là phần lõi. Phần lõi có chiết xuất là N1 rất là lớn, và phần vỏ có chiết xuất là N2. Về đường kính của phần lõi nó khoảng 50 micromet, tức là 50 phần triệu mét. Còn đường kính của phần vỏ nó khoảng 125 micromet. Bây giờ chúng ta có thể ghi nhận là sợi quang gồm hai phần chính là phần lõi và phần vỏ. Chúng ta nhìn vào hình chúng ta sẽ thấy rõ. Cái đường màu đỏ là đường truyền của các tia sáng. Thì sợi quang ứng dụng hiện tượng phản xạ toàn phần. Chúng ta thấy các tia sáng này nó sẽ phản xạ toàn phần và nó truyền ra ngoài. Vậy chúng ta có thể ghi nhận là phản xạ toàn phần xảy ra ở mặt phân cách giữa lõi và vỏ, làm cho ánh sáng truyền đi được theo sợi quang. Chúng ta lại quan sát hình, chúng ta sẽ thấy để cho cái cấp quang nó có độ bền và độ dai cơ học thì người ta được bọc nó, người ta bọc nó bằng một lớp nhựa dẻo. Chúng ta quan sát cái sợi dây truyền internet vào nhà đó, thì được bọc một lớp nhựa. Tiếp theo chúng ta sẽ xem cấp quang có công dụng như thế nào. Ứng dụng thứ nhất chắc chắn đó là dùng để truyền thông tin. Truyền thông tin bằng cấp quang có nhiều ưu điểm hơn so với cấp đồng. Đó là dung lượng tín hiệu lớn. Thì các em cũng biết là lúc trước thì người ta dùng dây điện để truyền tín hiệu, và sau này thay thế bằng cấp quang. Thì nhiều khi các em ở nhà, các em truy cập mạng hoặc ra tiệm net chơi game, mà chúng ta thấy chỗ nào có cấp quang, chúng ta sẽ chơi nó nhanh hơn, hiệu quả hơn, và dung lượng tín hiệu truyền đi của nó lớn hơn. Tốc độ hiện tại thì nó cũng khá là nhanh, mỗi một giây có thể lên đến mấy chục megabyte. Cái ưu điểm thứ hai đó là nó nhỏ, nó nhẹ, nó dễ vận chuyển, dễ uống. Cái ưu điểm thứ ba, do cấp quang là nó truyền ánh sáng nên nó không bị nhiễu bởi các bức xạ điện từ bên ngoài. Còn đối với dây đồng, dây điện bằng đồng thì nó là dòng điện, thành ra các cái bức xạ điện từ bên ngoài và từ trường sẽ ảnh hưởng đến nó.
Một ưu điểm nữa là nó bảo mật tốt. Đối với cáp quang, muốn sử dụng tín hiệu ánh sáng, chúng ta phải có đầu phát và đầu thu đồng bộ thì chúng ta mới khai thác được thông tin. Còn đối với dây cáp đồng thì khai thác thông tin của đường truyền dễ dàng hơn. Và cái ưu điểm cuối cùng đó là nó không có rủi ro do cháy. Tại sao? Tại nó truyền ánh sáng, nó không có dòng điện. Đối với dòng điện thì nhiều khi chập mạch chẳng hạn thì nó sẽ sinh ra nhiệt và có thể gây ra cháy. Cái công dụng thứ hai của cáp quang đó là dùng để nội soi trong y học. Từ nội soi tức là soi ở bên trong, như ở hình này chẳng hạn, thầy bác sĩ đang nội soi cho một bệnh nhân, thì sợi cáp quang có kích thước rất là nhỏ. Đây, có thể luồn sợi cáp vào trong cơ thể con người, và bên trong cái sợi cáp này nó sẽ dẫn ánh sáng. Chúng ta sẽ soi sáng ở bên trong cơ thể, sau đó ánh sáng đó nó sẽ đi trở lại cái đầu thu và sẽ hiện lên trên màn hình. Đây, ở đây có hai hình rất đẹp, cũng là ứng dụng của sợi quang, đó là dùng để làm đèn trang trí rất là đẹp. Bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại để trả lời câu hỏi ở đầu bài thầy đã nêu. Tại sao kim cương lại có vẻ đẹp rực rỡ như vậy? Thì chúng ta có thể xem ở sách giáo khoa, ở bảng 26.2, chúng ta sẽ thấy chiết xuất của kim cương vào khoảng 2,419. Và đó là chiết xuất lớn nhất ở trong cái bảng này. Như vậy, do kim cương có chiết xuất rất lớn nên dễ xuất hiện hiện tượng phản xạ toàn phần ở trên mặt trong của kim cương. Lưu ý là nó phản xạ ở mặt trong chứ không phải mặt ngoài nha các bạn. Như vậy, ánh sáng sẽ tạo ra được độ lấp lánh của kim cương. Ở câu hỏi thứ hai, có phải người ta vừa tưới nước làm ướt mặt đường? Thì xin thưa, chắc chắn là không. Và hiện tượng này người ta gọi nó là hiện tượng ảo tượng. Hiện tượng ảo tượng. Để chúng ta giải thích như thế này. Lúc trưa nắng, mặt đường nhựa khô ráo, nhưng nhìn từ xa như có ướt nước. Đó là vì các tia sáng phản xạ toàn phần trên lớp không khí nóng sát mặt đường và đi vào mắt. Thì lúc này chúng ta thấy khi trời nắng nóng thì mặt đường cũng rất là nóng, và lớp không khí ở sát mặt đường thì nó nóng hơn lớp không khí ở phía trên. Không khí nóng lạnh khác nhau thì chiết xuất của nó cũng khác nhau. Do đó ánh sáng chiếu từ mặt đường đi vào mắt qua các lớp không khí nóng này, nó sẽ xảy ra hiện tượng phản xạ toàn phần. Thì hiện tượng ảo tượng này, đối với trường hợp chúng ta đi trên sa mạc chẳng hạn, thì chúng ta cũng thường thấy. Đó là gì? Chúng ta có thể thấy cái ốc đảo, một cái ốc đảo, hoặc là một cái hồ nước chẳng hạn. Cảm ơn các em đã theo dõi. Bài học của chúng ta đến đây là hết. Chúc các em học thành công.